Hello các anh em, ở video trước thì mình đã chia sẻ đến với mọi người một số chai nước hoa mà các anh em có thể tham khảo để trang bị hỏa lực trong hè 2022 này. Thì cũng có một số các đồng chí đã comment đó là mình làm thêm một cái video, đó là những cái chai nước hoa vẫn là dùng cho mùa hè nhưng nó sử dụng được ở trong điều kiện nền nhiệt độ cao. Đó, đại loại là những chai nước hoa mà ví dụ như càng nhiệt độ càng cao thì nó vẫn có thể xài một cách dễ dàng mà không sợ bị gây khó chịu cho mọi người. Bởi vì là chúng ta nên biết là cái nhiệt độ ở Việt Nam trong mùa hè nó sẽ rất là khác so với ở châu Âu. Có rất là nhiều những chai mùa hè ở châu Âu nhưng chưa chắc đã dùng được ở Việt Nam. Cho nên là trong cái video này mình sẽ chia sẻ đến các anh em một số chai nước hoa hoàn toàn có thể sử dụng được trong nền nhiệt độ rất là gay gắt, rất là có thể gọi là rất là khó chịu ở trong hè Việt Nam. Đó, những chai nước hoa đấy hoàn toàn các anh em có thể sử dụng được một cách dễ dàng. Đó là cái chủ đề trong video ngày hôm nay. Và nếu như các anh em có lần đầu xem video của mình thì rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để chúng ta gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em mình hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay. Top những chai nước hoa sử dụng được trong nền nhiệt độ quá là dữ dội ở Việt Nam. Ok, lên đường. Trước khi vào chủ đề chính của video thì mình nhắc lại hai chai nước hoa mà mình đã nói rất là nhiều lần ở những cái video trước, những cái video mùa hè lần trước, và lần này mình sẽ không nhắc lại nữa. Đó là Giorgio Armani Acqua di Gio và Nautica Voyage, đặc biệt là Nautica. Đây chắc chắn là một chai nước hoa cực hợp sử dụng trong nền nhiệt độ nắng nóng ở Việt Nam. Càng nóng thì nó sẽ càng thơm. Đó, thì nếu như anh em nào muốn nhanh gọn thì đây, Armani Acqua di Gio, mùi thì rất là ok và hiệu năng thì cũng rất là tệ, hoặc là Nautica Voyage. Đấy là hai chai nước hoa mà sử dụng rất là dễ dàng với nền nhiệt độ mùa hè Việt Nam. Đó, còn bây giờ anh em mình hãy đến với một số chai nước hoa khác mà mình muốn gợi ý đến cho mọi người. Chai nước hoa đầu tiên đó là một sản phẩm của nhà Tommy Bahama Estique. Đây là một sản phẩm không quá phổ biến, thậm chí là ở cả nước ngoài. Tuy nhiên thì cái gì ngon mà dễ thì không phải gọi là đồ ngon nữa rồi. Với một mùi hương của quế và khế và long diên hương, các anh em hãy tin rằng khi mà chúng ta mùa trời nóng xịt chai nước hoa này thì rất là phê. Mặc dù vậy thì có vẻ là nó hơi khó tìm, mình nghĩ là như thế. Tuy nhiên mình nhắc lại, nếu như mà cái gì dễ quá, nếu như mà chúng ta chỉ có mỗi cái việc là inbox người này, inbox người kia mà tìm được một chai nước hoa ngon thì nó cũng là bình thường mà thôi. Đôi khi chúng ta phải mất công mất sức. Đó, thì dưới nền nhiệt 40 độ, nắng nóng, gay gắt, oi ả, Estique Bahama, Tommy Bahama, khế và long diên hương, rất là tuyệt vời. Chai nước hoa thứ hai, mình nghĩ rằng đó là Molecule 01. Nhắc đến chai nước hoa này thì nó sẽ có một chút liên quan đến iSwear Super. Mình sẽ nói qua một chút cái công dụng, một trong những công dụng của iSwear Super mà theo như mình được biết. Cái chất này nó có một trong những cái nhiệm vụ của nó, đó là khi mà chúng ta những cái phân tử mùi hương khi mà nó bay ra thì thường nó sẽ có xu hướng nó lan tỏa ra. Các anh em hình dung ví dụ như khi mà chúng ta nấu ăn ở nhà bếp thì ngay lập tức phòng khách, đó, phòng ngủ là có những cái mùi của đồ ăn. Vậy thì lúc đấy cũng giống như nước hoa, khi mà chúng ta xịt nó sẽ bay ra, đó, các phân tử mùi sẽ bay ra. Vậy thì lúc đấy người ta sẽ cần một cái chất, một cái doping nào đấy để có thể giữ những phân tử mùi hương nó giống như một cái vòng tròn quanh chúng ta. Thì chất nào sẽ là như thế? Đó là iSwear Super, một trong những công dụng mình được biết về chất này. Bởi vì chúng ta không phải là pha mùi, không cần biết quá sâu làm cái gì. Quay lại mùi hương của chai nước hoa này, đây là một mùi hương gây khá nhiều những cái thảo luận. Và theo như mình được biết, mùi hương này dựa trên hoạt động của mỗi người, có nghĩa là khi mà chúng ta xịt và chúng ta vận động cộng thêm cái nền nhiệt của cơ thể tỏa ra thì lúc đấy nó sẽ tạo ra mỗi người một cái mùi hương khác nhau, không ai giống ai cả. Đó là cái câu chuyện về mùi hương chai nước hoa này. Thì mình nghĩ rằng vào cái nền nhiệt ở mùa hè ở Việt Nam rất là nắng nóng, cộng thêm nếu như chúng ta xịt và chúng ta muốn có một cái mùi hương nó khác biệt, chắc chắn là sẽ khác biệt hoàn toàn với tất cả những mùi hương có ở trên thị trường, thì Molecule 01 với chất iSwear Super
các anh em cũng nên thử, biết đâu chúng ta sẽ lại tìm ra một cái mùi hương nó có thể gây các chị em đổ đốn, các chị em có thể là truy lùng chúng ta bằng được info. Biết đâu đấy. Đó, Molecule 01, chai nước hoa thứ 2. Chai nước hoa thứ 3, sản phẩm chai nước hoa thứ 3 và thứ 4 đi. Bộ đôi sản phẩm của nhà John Varvatos, Blue và Artisan. Blue là một chai nước hoa mang những đặc trưng tiêu biểu của dòng hương Blue, một dòng hương biển cả với một cái tông mùi rất là thơm, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu. Chúng ta xịt chai nước hoa này có thể đi vào mọi dịp, mọi lúc, mọi nơi, tất tần tật những cái hoạt động gì đấy liên quan đến mùa hè thì John Varvatos Blue đều có thể đáp ứng được cho các anh em. Do vậy khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ không chúng ta sẽ không có một cái cảm giác là sợ là mọi người sẽ nghĩ như thế nào, mọi người có thích hay không. Điều đó thì các anh em không cần phải lo khi mà xịt chai nước hoa này. Chai nước hoa thứ hai đó là Artisan. Ở video trước thì mình đã nói về mùi hương của chai nước hoa, nốt hương rồi của chai nước hoa này rồi, thì mình nghĩ là mình sẽ không phải nói lại. Một cái mùi hương citrus tiêu biểu, sau đó nó kết hợp cùng với một chút xạ, nó tạo nên một chút hơi soppy, rất là thơm mát, rất là nhẹ nhàng, dễ chịu. Mình nghĩ rằng nó hợp với các anh em làm trong khối văn phòng khi mà chúng ta làm ở dưới môi trường điều hòa chẳng hạn, mà một cái mùi hương nó nhẹ nhàng, nó lịch sự vừa đủ để chúng ta không gây khó chịu cho các đồng nghiệp, thì John Varvatos Artisan là một mùi hương như thế. Nó không thích hợp cho các anh em nào hay hoạt động ở ngoài trời hay hoạt động không gian rộng, tại lại chúng ta đi lại nhiều hoặc là như thế nào đấy, thì đây không phải là một mùi hương thích hợp. Nó chỉ thích hợp trong môi trường không gian hẹp văn phòng thì rất là lịch sự, rất là nam tính. Ok, đó, chai nước hoa thứ 3 và thứ 4, bộ đôi sản phẩm của nhà John Varvatos. Chai nước hoa thứ 5 đó là Light Blue or Intense. Mình đã khá là lăn tăn giữa chai nước hoa này và Forever, nhưng mà cuối cùng mình chọn All Intense bởi vì đây là một mùi hương với sự kết hợp của hương nước biển, của xạ, tạo nên một cái tông mùi rất là thanh mát, bám mùi cực tốt và đa dụng, linh hoạt vào mọi thời điểm trong mùa hè. Đây là một mùi hương rất thích hợp với nền nhiệt độ ở Việt Nam. Đó, Light Blue All Intense. Nếu mà anh em nào kiểu như là muốn một chai ấy, mà các dịp, thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn rất là thú vị. Đó, chai nước hoa thứ 6 đó là Maison Margiela Under the Lemon Tree. Đây là một mùi hương khá là thú vị, đến từ nhà Maison Margiela với một mùi hương Under the Lemon Tree, dưới bóng cây chanh, một mùi hương của citrus rất là nhẹ nhàng, dễ chịu. Và tất nhiên rồi, mình nghĩ rằng là không gian rộng hoặc là không gian hẹp khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này đều ok. Cộng thêm một cái hiệu năng mùi thì cũng không phải là tệ. Nói chung đây là một mùi hương xứng đáng để chúng ta tham khảo khi mà muốn lựa chọn một cái mùi hương ở nền nhiệt độ cao mùa hè. Ok. Và cuối cùng đó là chai nước hoa Bergamot 22 của nhà Lulabo. Một mùi hương cũng lại là citrus, rất là nhẹ nhàng, rất là thơm mát. Và nói thật là nhà Lulabo này thì mình có A13 này, Bergamot và Rose 31, thì mình cảm thấy rất còn một hai chai thì sao mình lại quên tên, mình thấy rất là ok. Thì mình nghĩ rằng anh em cũng đã biết nhiều về chai nước hoa này rồi, Bergamot 22. Nếu có điều kiện thì cứ thử thôi. Ok, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em top những chai nước hoa có thể sử dụng được trong nền nhiệt độ cao ở mùa hè Việt Nam. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mà thấy thú vị. Còn bây giờ anh em mình chào, bye bye nhé.